Chào mừng quý vị, cô chú anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo 10 TV. Tình đầu thì thường hay gian dở. Nhưng mà bây giờ thường á nếu mà mình gian dở tình đầu, tình sau mình rút kinh nghiệm hơn, đúng không quý vị? Và cũng như á là những chị em nào mà mình khôn á thì ví dụ như là mình thất bại rồi, mai mốt mình gặp cái người nào mà thích mình á mà cái tính cách ở không cái tính tình của cái người đó cái suy nghĩ của cái người đó cái cử chỉ cái đối đãi đối nhân xử thế của người đó mà nó na ná giống như người trước không giống như những cái, cái người mà ngày trước mình đã quen và thất bại thì mình phải cho cái người này là fail liền tại vì sao trời đất ơi nó na ná như vậy mình nhào vô mình hốt là mấy mốt là ta nói mới trong cái dòng sơ sơ tiễn thôi mà mình đã thấy na ná rồi có nghĩa là mình vô sâu là nó y chang cái bản bản cũ luôn đúng không quý vị mà y chang bản cũ rồi thì kết quả nó cũng như vậy thôi cho nên cái câu chuyện ngày hôm nay nè nó cũng sẽ là một cái sự việc mà thật sự trong đây nó có hai điều nếu mọi người muốn chia sẻ một điều là may mắn cho cái ông việt kiều này và điều thứ hai đó là cũng là một cái bài học cho chị em nào mà mình còn trẻ mình lỡ dở hay dù mình đã lớn mình lỡ dở thì mình cũng phải nên xem đây như là một bài học quý vị nha cái câu chuyện nó như thế nào thì sau đây xin mời quý vị cô chú anh chị mình cùng lắng nghe câu chuyện này thì nó xảy ra tại Tây Ninh cái người con gái trong câu chuyện này chị này chỉ tên là Phước cái chị Phước này chỉ tên Phước nhưng mà cuộc đời chỉ nó không có phúc quý vị ơi tại vì sao chỉ sinh ra trong một gia đình thì nghèo cha mẹ thì nghèo mà chị lại là con lớn ở trong gia đình trong nhà của chị Phước có tổng cộng là 5 anh chị em mà chỉ là chị hai ở trong nhà luôn quý vị thường thường á gia đình nghèo thì lại đông con nó ngộ nó ngộ cái số nó ngặt nghèo vậy đó quý vị và trong cái ngữ cảnh này chị phước là chị cả trong nhà mang tinh thần trách nhiệm là phụ mẹ cha năm đó thì chị phước không có được ăn học tới nơi tới chốn đâu nghèo quá mà cho nên chỉ học lên được tới cấp 2 là coi như là đu đeo dữ lắm rồi là mừng lắm rồi quý vị thì trong nhà cha mẹ chị phúc ông trong nhà cha mẹ chị phúc thì cha của chị làm cái nghề là làm thuê cho một cái công trường cao su còn mà mẹ của chị thì có một cái xe mà bán giống như là bán khô nè rồi bán bắp xào này kia đó quý vị thì ban đêm là mẹ chị sẽ bán cái món đó từ chiều cho đến tối 4 giờ chiều là bắt đầu mẹ chỉ đẩy cái xe đó ra rồi vừa rau vừa bán vừa rau vừa bán ở trên những cái tuyến đường mà trung tâm Cuộc sống thì như vậy quý vị, cha với mẹ vất vả để mà kiếm tiền nuôi năm đứa con. Nhà thì nghèo mà tới bảy miệng ăn, cho nên là chị Phước học xong cấp 2 thì chị Phước cũng xin mẹ mình á là cho chị được đi theo cha, đi vô trong mà rẫy không vô trong sảy vô trong đó làm để kiếm tiền. Thì bây giờ cha cũng làm rẫy. Có cha ở bên cạnh thì cái người mẹ này cũng yên tâm chính vì điều đó mà bây giờ trong nhà kinh tế còn tới bốn đứa em phía sau bốn đứa con nhỏ phía sau nữa thôi thì bây giờ biết rằng là có xót xa cho con mình là chị phước tuổi còn nhỏ mà phải mưu sinh nhưng mà bây giờ bất đắc dĩ cũng phải cho con nó bước ra đời sớm quý vị rồi thì cha của chị phước á, mới đưa con gái mình vô trong rẫy làm rẫy ở trống mạnh cha cha làm mà mạnh con con làm thì trong cái môi trường làm đó quý vị làm rẫy thuê mà thì cần gì mà trình độ học vấn cao mà cũng đâu có cần mà đủ tuổi gì đâu 17 tuổi là đi làm luôn Vô trong đó làm thì được khoảng tầm là 2-3 tháng Lãnh cũng được 2-3 lần lương Thì tự nhiên lúc này chị Phước về có một số dấu hiệu bất thường Dấu hiệu bất thường là cái gì? Đó là chỉ về quý vị Chị mới nói với cha chị là cái tháng đó là tháng lương thứ ba không? Chị lãnh ra Chị mới nói với cha mẹ là à, Hôm nay con muốn mua cái điện thoại nhà thì nghèo mà tự nhiên nghe con gái nó nói nó mua cái điện thoại thì à, cha mẹ chị phước cũng nghĩ đinh ninh là thôi kệ đi nó mua điện thoại chắc là nó mua mấy cái điện thoại mà cùi bắp không mấy cái điện thoại mà chủ yếu là bấm nghe gọi nghe gọi chứ không có mà dạng như là điện thoại xịn sò thì chắc cũng không có nhiều tiền dài 300 trăm ngàn cái điện thoại mà cùi, cùi bắp thôi cha mẹ chỉ mới nói à, thì à, nếu mà con mua vậy thì cũng được vô trong rẫy làm rẫy thí dụ như lúc nào mà có cái chuyện gì có điện thoại liên lạc với cha con cũng đỡ tại vì cha mẹ chỉ cũng có hai cái điện thoại của bắp rồi quý vị không nên cứ đinh nên ninh nó là là con gái mình nó đòi mua cái điện thoại của bắp để mà có gì thì tiện liên lạc cho mẹ cho cha vì nó cũng đã lớn rồi chính vì điều đó mà cha mẹ chị phước mới gật đầu đồng ý ngay và nói rằng thì con muốn mua thì con cứ mua bây giờ con làm ra rồi con có lương con có tiền riêng của con rồi thì con cứ ngắt ra chút đỉnh con mua cái điện thoại à, Điện thoại nó cũng là một cái thứ gọi là quan trọng Mà nó có thể bảo vệ con khi mà con không có ở bên cạnh cha mẹ Khi mà thấy cha mẹ mình đều tán đồng cái ý kiến mua điện thoại này Chị Phước chỉ vui lắm quý vị Đây là cái điện thoại đầu tiên trong cuộc đời của chị Mà chỉ biết đó là mua một cái tài sản riêng cho mình Bằng chính cái đồng tiền mồ hôi nước mắt mình làm ra đó là cái vật gọi là giá trị và nhiều cái kỷ niệm nhiều cái tình cảm nhất luôn dài ba ngày sau thì chị phước một mình quý vị à, đi ra ngoài cùng với một cái người chị em mà làm ở trên công trường không mới bắt đầu là chở chỉ đi ra ngoài cái cửa hàng cửa hàng điện thoại bình thường thôi chứ không phải mấy cái cửa hàng điện thoại mà lớn lớn to to đâu ra ngoài cái cửa hàng điện thoại tư nhân nhỏ nhỏ đúng không sao đó mới mua cái điện thoại mà người ta đã xài qua rồi điện thoại đó là điện thoại dạng cảm ứng luôn có màn hình này kia nghe gọi rồi chat chít rồi này kia online luôn nhưng mà nó là điện thoại người ta đã xài qua rồi qua tay rồi cái điện thoại này nguồn gốc của nó là trước đây là của một cái anh kia mảnh do là cờ bạc uh, giống như là thua đổ đó cho nên là mới bán đổ bán tháo cái điện thoại này để có tiền cấn nợ thì cái điện thoại này lúc đó cái người chủ thu vô với cái giá mà ép cái giá vô lắm có gì không cái giá thấp lắm rồi bây giờ bán ra cho chị Phước Thì nó chỉ có giới giá là 3 triệu mấy năm chục thôi Thấy vậy quý vị thì chị Phước này chỉ mừng quá Thôi kệ đi mua cái điện thoại này 3 triệu mấy năm chục Mà thật ra cái điện thoại này nếu mà chưa qua tay đó nha Ở ngoài thị trường thì điện thoại này bèo bèo gì cũng phải 8-9 triệu trở lên chị mới thấy vậy chỉ nó chỉ mua quyết định là mua ngay luôn cái điện thoại này vì là nó cũng còn mới mấy cái góc cạnh thì nó chỉ có hơi mẻ một chút trầy một chút xíu thôi nhưng mà nếu mà mình có phủ vô một cái âm một một cái ốp lưng rồi thì thật thật sự là mà nó là mình hoàn toàn mình không thấy gì cả sau đó thì chị phước chỉ mới mừng rỡ đem cái điện thoại đó về nhà khoe cha khoe mẹ lúc này cha mẹ chỉ rất là ngạc nhiên trời đất ơi sao con mình nó mua cái điện thoại cảm ứng chi cho tút tiền Ông bả tưởng đâu điện thoại này là chắc là mới cách chỉ luôn không, trong hộp luôn, chắc là mắc tiền dữ lắm Mới uh, la chị Phước là sao mua điện thoại chi cho nó xịn quá Chủ yếu là nghe gọi được rồi mua vậy phí phạm Tuy nhiên chị Phước dù uh, là có giải thích với cha mẹ là cái điện thoại này mua người ta đã xài rồi Giá rất là rẻ, rẻ uh, gấp 1, uh, rẻ gần như là 1 phần do so với cái giá thị trường thì bây giờ chủ yếu cái điện thoại này nghe gọi thì đúng rồi Nhưng mà chị cũng còn trẻ mà Chị cũng có nhiều bạn bè ở trên công trường nữa Thì chị nói là chị muốn á, là liên hệ bình thường nó tốn tiền nhiều quá Thì bây giờ cái điện thoại này có chức năng Có thể là mình tải mấy cái app về Rồi mình nghe gọi mình nhắn tin nó không có tốn tiền thì suy đi xét lại cái tiền mà mình nạp cạc điện thoại á Mình bù qua mình mua cái điện thoại này rồi mình tải mấy cái app nó về Mình chỉ cần là có wifi là mình có thể nghe gọi miễn phí Tính ra là cái này nó vẫn lợi hơn sau khi mà nói giải thích như vậy cũng vậy thì cha mẹ chị Phước mới bấm bụng là đồng ý. Khi mà nghe con mình nó giải giải thích như vậy thì thấy à cũng hợp lý thì thôi nó tiền của nó mà thôi thì bây giờ nó cũng đã mua rồi đâu có thể nào mà trả lại được. Cho nên là cũng để cho con gái uh, bấm bụng là để cho nó mua luôn. Tuy nhiên quý vị, thật ra đó là cái điện thoại này chị Phước chỉ mua khi mà mới vô đây làm được có 3 tháng là nó có một cái nguyên do Chứ không phải tự nhiên bất chợt ở trên trời rơi xuống mà nảy sinh cái ý kiến là muốn mua điện thoại Đúng không? Và cái lý do tại sao mua cái điện thoại này nó là như vậy quý vị Chỉ vô đây, chỉ vô trong cái công trường cao su này chỉ đã làm, nông trường cao su này chỉ làm được Đâu đó mới mới có 3 tháng thôi, 3 tháng nhỉnh hơn chút thôi Mà chỉ đã phát sinh tình cảm với một cái anh này, anh tên Thòn Trời ơi, ông nội tên Thòn này quý vị không? Thì ảnh mới yêu ông ông Thòn này thì cái anh Thòn này nè, là quê á, là ở Đồng Nai chứ không phải là quê Tây Ninh nhưng mà kiểu giống như là trai kiểu trai cũng tứ chiến hay sao cho nên là lan bạc lan bạc mới trôi dạt tới Tây Ninh tại đây thì cái thanh niên này cũng thuộc dạng như là gia đình cũng không có phải là giàu nữa phải không gia đình nguồn gốc cũng không có giàu nữa mà để cho con con đi lông bông vậy chứ thế là anh ông thòn này ông mới đi vô ông xin vô trong cái công trường cao su này làm luôn cũng vô xin vô cái nông trường cao su làm tại đây quý vị thì ông thòn này ổng thuê nhà trọ ở trên ngay chỗ tây ninh này ổng ở rồi ổng đi làm ở ngay chỗ cái nông trường cao su thế là ổng mới gặp được cái chị phước này lúc đó thì trong quá trình mà làm việc rồi gần, gần gũi với nhau không anh ở cây này em ở cây kia thấy ông hai đứa mình gần gần nhau lia lia qua lia lia lại thì cái chị phước này chỉ mới thấy anh thoàn này á anh thoàn này là ảnh thuộc dạng như là tuy là ảnh nghèo nhưng mà ảnh cũng thuộc giờ kiểu hiền lành cũng chịu cực chịu khó mà cái quan trọng nhất đó là anh này lúc đó trong quá trình mà tán tỉnh và yêu chị phước đó, là ảnh hoàn toàn là ảnh thể hiện ảnh là một cái người có thể là làm cái bờ vai cho chị phước nương tựa đại khái là ảnh cho chị thấy cái cảm giác an tâm một cái tình cảm vô cùng là chân thật và thật lòng cho nên lúc đó chị Phước chỉ mới đem lòng là yêu ngay Chỉ trong vòng có mấy tháng mới vô làm trong cái nông trường cao su Thì chính vì là bây giờ phát sinh tình cảm Cho nên bây giờ là trong giờ làm việc thì hai người đâu có thể nào ngủ gỉ gù ghi vì dù gì ở trong cái nông trường cao su này có cha của chị Phước nữa có gì không Mặc dù là ông làm ở trong một cái khâu khác không phải làm cái khâu này Nhưng mà dù sao nó cũng là chung phải không Cũng là chung một cơ sở làm chung nên là chị Phước cũng không dám mới lại trong ngôi trường làm việc mà qua lại qua lại với cái anh Thòn này một cách công khai sợ là tới tay cha của mình chính vì điều đó mà trong lúc làm việc thì hai người tình cảm nó trong sáng quá nó minh bạch quá có nhiều điều muốn nói với nhau cũng không dám nói nữa mà chỉ toàn là gửi tình cảm qua ánh mắt không không à, lâu lâu thì chỉ có một hai câu hỏi thăm một cách xã giao bình thường thôi bây giờ là chỉ có cái điện thoại là có thể là nơi trúc bầu tâm sự của hai người vào trong đó là gọi là gửi tình yêu qua từng cái tin nhắn và cuộc gọi chính vì điều đó mà anh thòn này mới kêu chị phước là em mua cái điện thoại đi em để có gì anh với em tiện bề nhắn tin liên lạc với nhau không thì chị phước này chị thấy cũng hợp tình hợp lý bây giờ trong cái nông trường của chị là năm sáu đứa bạn là trong đó đứa nào nó cũng có điện thoại của mình chị không có thôi không Chị mới thấy vậy chị mới về chị mới đưa ra cái chủ ý gia đình là con lãnh lương tháng thứ ba rồi bây giờ cha mẹ cho con mua cái điện thoại đó nó lại nó lại như vậy nó có cái lý do quá vậy nha từ ngày mà chị phước mua cái điện thoại xong rồi thì dĩ nhiên là sau giờ làm việc về nhà ăn cơm xong là sau đó là chị ăn cái điện thoại tại vì sao chị ôm cái điện thoại chị ngủ với cái điện thoại chị ăn với cái điện thoại luôn quý vị chị cứ cầm cái điện thoại trên tay và lâu lâu á do là những cái tin nhắn tình cảm mùi mẫn gì đó nó làm cho cái chị Phước này không kiềm chế được cảm xúc ở trong người đó Cho nên chị đã không kiềm chế được mà bộc phát là cười ra luôn Những cái nụ cười một cách vô tư đó Nhưng mà người khác nhìn vô là biết đó là cái nụ cười đầy cái tình cảm ở bên trong Cha mẹ của chị Phước nuôi con gái là phải hiểu con gái Cho nên là sau đó cha mẹ chỉ mới biết ra là con gái mình nó có tình yêu Nhưng mà nó yêu ai thì mình chưa biết Thế là ngày đẹp trời má của chị Phước á mới hỏi chỉ là con quen ai con thích ai nói thiệt với mẹ đi năm nay mày mới có 17 tuổi rồi mà bây giờ mày yêu ai thấy không phải nói cho mẹ biết chứ đừng có che che đậy đậy rồi mấy mốt mày ôm cái bụng bầu về rồi tao tính sao chị phước này chỉ thấy mẹ mình nói vậy gì mà bây giờ chị phước là chị hai ở trong nhà nữa dù gì thì cũng phải uh, suy đi sắc lại cũng phải là tấm gương cho mấy đứa em thế là chị phước chỉ mới khai thiệt của gì chỉ nói là uh, chỉ có đang tìm hiểu có đang uh, trót á là trót trao tình cảm cho cái anh thòn này làm chung ở trong cái nông trường cao su má chỉ với ba chỉ mới nói trời đất ơi à, thằng này gia đình nó làm sao thì cha của chị cha của chị phước mới nói là à cái thằng thòn này thì tao biết rồi nhưng mà nghe đâu nhà nó cũng nghèo lắm mà sao con quen nó làm chi nhà mình đã nghèo con quen nó lại khổ nữa không nhưng mà chị phước lúc đó chỉ nói với cha mẹ rằng là nghèo khổ thì có sao đâu quan trọng là cái tình cái nghĩa chẳng hạn như cha với mẹ nè nghèo thì nghèo mà vẫn có nhau vẫn đẻ được năm đứa con thấy không thì cũng có sao đâu quan trọng nhất là cái tình thì chị phước á, chị cũng như bao nhiêu đứa con gái chân ướt chân ráo bước vào cuộc yêu đầu đời của vị đều rất là mộng mơ và nghĩ rằng mọi thứ bia phía trước nó là một cái mảng màu hồng chứ không phải là màu xám màu đen Chị đã nói với cha mẹ một câu chắc nịch rằng là anh Thòn là một người đàn ông tốt Hiền lành, chịu cực chịu khó Nghèo thì nghèo nhưng mà anh đâu có được chọn cái sự nghèo và giàu đâu Anh sinh ra trong một gia đình nghèo anh cũng đâu có muốn đâu Cái quan trọng là anh có ý chí, anh biết làm, anh kiếm được tiền là được rồi Thì thật ra là chị Phước chỉ nói thì nó cũng có cái lý lẽ của chị Nhưng cái vấn đề là thật sự cái người đàn ông này sẽ là một cái người đàn ông mà đầy nghị lực và ý chí quyết tâm sẽ không bao giờ nản lòng nếu mà hai vợ chồng á, trong cái cuộc sống là khổ sau này không đúng không đâu có chắc đâu bây giờ yêu thì anh chấp nhận em chấp nhận nhưng khi bước vào hôn nhân sống nhau rồi nó khổ quá kinh tế eo hẹp quá thì có chắc là lúc đó một trong hai có còn mãnh liệt như bây giờ không có còn quả quyết như bây giờ không thì chưa chắc Tuy nhiên thì bây giờ con gái nó khăng khăng như vậy quý vị Cho nên là ba mẹ của chị Quan trọng nhất là ba của chị Phước nè Mới thấy vậy là lên trên nông trường cao su Mới mới kiếm cái anh Thòn này mới gặp Và hỏi anh Thòn là Có phải là anh Thòn đã quen con gái của, của ổng không? Thì dĩ nhiên cái nam thanh niên này là gật đầu cũng chấp nhận là mình đã đang quen tìm hiểu với lại em Phước luôn Sau đó thì vì là thấy phụ huynh đã biết rồi cho nên cái anh Thò này anh cũng xin cha mẹ là cho cưới chị Phước luôn Thì bây giờ quý vị Cha của chị Phước mới nói với anh Thoàn là Bây giờ thì chưa biết á, là anh Thoàn này như thế nào Hai đứa mới quen nhau có vài ba tháng mà đòi cưới sinh Ít nhiều gì thì cũng phải một năm Đợi tới khi nào mà con Phước nó đủ tuổi đi rồi lúc đó tính quý vị không cái thế là cái anh thòn này anh cũng chấp nhận luôn à, nếu vậy thì bây giờ hai đứa là thuộc dạng như là yêu nhau là gia đình cho phép rồi chỉ là cưới nhau thì gia đình còn chần chừ là chưa cho thôi thì trong thời gian này là vẫn yêu nhau công khai là cũng thoải mái rồi cũng chấp nhận luôn thời gian cứ thế nó đưa đẩy đưa đẩy rồi nó cũng trôi tới cái thời điểm là chị Phước này đã đủ tuổi cái gì lúc này thì anh thòn anh mới tác động tâm lý anh mới nói với chị Phước rằng là bây giờ hồi trước có cha em nói là nếu khi nào em đủ tuổi thì anh được quyền cưới em nếu như vậy thì bây giờ anh sợ hỏi ý cha em quá cha em đổi ý nữa thôi thì bây giờ em ở nhà em ngủ gỉ gù gì với cha với mẹ em nói với cha mẹ là có đồng ý cho anh cưới em không nếu mà cho anh cưới em anh chấp nhận là anh ở tây ninh anh sống ở tây ninh anh làm việc ở tây ninh để, để cho em gần gia đình của em luôn anh không có bắt buộc em phải về đồng nai thì khi mà chị Phước chỉ nghe vậy quý vị trời ơi thì bây giờ đang đắm chìm trong tình yêu màu hồng quý vị rồi cộng thêm anh này anh nói là anh hy sinh tất cả bỏ gia đình đồng nai anh ở tây ninh để sống với em luôn quý vị không nên là chị Phước này chỉ mới lật đật là mừng quá về nói với cha mẹ là bây giờ cha mẹ ơi sinh nhật con rồi kia 18 tuổi rồi bây giờ con tròn trịa 18 cha mẹ cho con lấy chồng phải không sinh nhật tuổi 18 nó không cho mình món quà gì hết trơn á mình cũng không cho nó món quà gì nó chỉ cho mình một câu lời nói đau lòng đó là cho con xin lấy chồng phải không thế là bây giờ quý vị nhà nghèo quá thật sự mà nói đối với cha mẹ của chị phước á thương con thì cũng thương con nhưng mà con mình á nó dại nó dột á mà bây giờ nếu mà mình chần chừ thì có ngày con mình nó bị cái thằng này dụ là có bầu có chữa lại thêm khổ nữa quý vị không sau khi mà cha mẹ chị Phước bàn tính với nhau thì thôi bây giờ nhà tới năm đứa con lận nếu mà gả chị Phước đi rồi á thì ít nhiều gì cha mẹ của chị cũng nhẹ đi bớt một gánh là tại vì bây giờ chị Phước có thể đi kiếm tiền rồi có chồng có gia đình riêng Đấy không thì lúc đó là à, hai ông bà không còn cần lo nghĩ nhiều tới đứa con gái lớn này nữa là chủ yếu là chỉ còn cơm áo gạo tiền cho bốn đứa nhỏ thôi Chính vì điều đó mà cha mẹ chỉ mà thôi Vì nghèo quá chấp nhận luôn Nhắm mắt đưa chân cho con gái lấy thằng Thòn luôn không Thì cái chị Phước này chỉ mới lấy anh Thòn cái ngày đám cưới nó diễn ra thì dĩ nhiên nó cũng đơn sơ thôi quý vị nhà nghèo hai bên đều nghèo một bên nghèo một bên khổ mà đám cưới gì linh đình đâu chủ yếu làm dài ba bàn xa mắt họ hàng cái bữa mà đám cưới của chị phước á thì những cái người ở sớm không xung quanh ngay chỗ mà nhà của chị chị phước nè mấy người ở chòm sớm người ta cũng qua người ta tò mò để coi thằng rể nhà này coi làm sao đẹp trai không tại vì con phước nó còn nhỏ quá mà không biết nó lấy thằng này đẹp trai không thì lúc đó khi mà ở sớm ta tới người ta thấy à chú rể đẹp trai có điều nhìn thấy cha mẹ chú rể thấy có vẻ nghèo khổ quá lúc đó mấy người tới đám cưới á, chòm sớm người ta cũng có hơi sầm xì to nhỏ dạng đại khái người ta cũng nói là sao cha mẹ của ông phước này nghèo còn gả con vô trong cái gia đình khổ nữa quý không nhưng mà bây giờ cưới thì cưới thôi chứ Bây giờ quan trọng là bây giờ ông bà xui hai bên Một bên thì đón dâu thảo Còn một bên thì đón rễ hiền Thì thôi chịu luôn không Nhưng mà đâu có ngờ được Cái diễn cảnh hạnh phúc nó chỉ tới đây thôi Khi mà bước chân vào hôn nhân Là nó khác hoàn toàn 180 độ Không ngờ rằng là khi mà cái chị Phước và anh Thòn này Khi mà thành vợ chồng hai người này ra ngoài Thuê cái phòng trọ ở riêng Bây giờ hai người dù là thuê phòng trọ nhưng vẫn là sống chung một mái nhà. Lúc này thì chị Phước mới thấy là anh Thòn này lộ ra cái bản chất tệ bạc của gì. Tuy nhiên thì nhà bây giờ nghèo, anh Thòn này á, hồi nào giờ cứ tưởng đâu là anh Thòn là một người á gọi là tu trí làm ăn, mới từ Đồng Nai này rồi làm việc ở Tây Ninh này ông là xa quê làm việc như vậy thì chắc ảnh là một người có ý chí tự lập cao, không? nhưng mà từ ngày cưới nhau thì mới phát hiện ra anh thòn này làm thì ít mà chơi thì nhiều à, trong thời gian mà ảnh siêng năng làm ở cái nông trường cao su thời gian qua chẳng qua ảnh siêng năng có mặt ở công trường là tại vì ảnh đã có tình cảm với chị Phước ảnh đang gọi là đang đê mê trong tình yêu cho nên là ông này ông mới siêng năng chăm chỉ có mặt làm việc ở nông trường cao su thôi còn không bình thường á là khi mà bây giờ nè tức là bình thường là như bây giờ nè là ổng đã cưới được chị Phước rồi là bây giờ chị Phước đã thuộc về ổng là vợ ông rồi thì ổng bây giờ làm ít mà chơi nhiều đã vậy rồi mà cái anh thòn này ảnh còn lựa bạn chơi hay lắm người ta nói gió tầng nào gặp mây tầng đó toàn là lựa những cái thanh niên vô công rỗi nghề mà những cái đứa mà nó thuộc dạng như là sáng sỉnh chiều say á là ổng đi theo mấy đứa đó là uống rượu không cứ ngày nào là cũng nhậu ngày nào cũng nhậu về trong bộ dạng sỉnh say thời gian đầu mới cưới thì chị Phước chỉ còn nín còn nhịn quý vị tại vì trước khi lấy chồng mẹ có dạy à, khi mà làm vợ người ta rồi thì một câu nhịn chính câu lành mình là phụ nữ là phải lấy nhu rồi nó mới thắng được cương phải không nhưng mà ai ngờ đâu á đâu có ngờ được cái sự nín nhịn này thì chồng làng càng làm tới khi mà chị Phước chỉ nín nhịn mặc định là để khuyên chồng hãy tu chí làm ăn rồi vợ chồng mình cùng nhau xây dựng cái tổ ấm nhưng mà ai ngờ đâu nói càng nhiều chồng làng là, là càng làm tới quý vị Cái anh thò này ảnh bỏ ngoài tay hết y như nước đổ đầu dịch vậy đó Vậy mà cuối cùng chị Phước cũng đã mang thai Giọng thứ mà kiểu dạng như là còn trẻ mân mởn mân mởn Hai đứa cáp vô dễ có bầu quý vị không Cái thế là chị Phước này chỉ mới sinh ra được đứa, đứa con gái đầu lòng Trời ơi cái đứa con gái nó dễ thương nó giống y như chị Phước quý vị và một gia đình nhỏ nhưng mà một một cái hạnh phúc nó cũng bé luôn chứ nó không to quá gì nha tại vì bây giờ cái hạnh phúc bên trong nó đang bị cái sự xáo trộn bởi vì cái người chồng không tu chí làm ăn rồi gia đình thì nhỏ mà bây giờ khó khăn về kinh tế nó lại cao thế là lúc này quý vị chị phước cũng đã khuyên nhủ Cái anh thòn là anh ơi anh hãy hồi tâm chuyển ý đi bây giờ em đã có con với anh rồi anh cũng đã làm cha người ta rồi anh phải có trách nhiệm nhưng mà nói thì nói ông nội này ông chơi thì ông chơi ông không có chịu hồi tâm chuyển ý quá vị thế là chị phước chị cũng buồn quá thỉnh thoảng má chỉ đi bán mà khô với lại bán bắp xào đó cái má chỉ mà nếu mà trên cái tuyến đường mà ngang qua cái chỗ phòng trọ của con á má chỉ thường hay vô là thăm cháu ngoại một chút xíu rồi đi rồi đi bán tiếp thì cái bữa hôm đó má chỉ ghé vô thấy con gái mình nó khóc sưng mắt đi bà mới hỏi là sao con khóc vậy thật ra là biết rồi thì lúc này quý vị chị phước chỉ mới kể cho mẹ mình nghe là trời ơi chồng con vậy 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 đó bây giờ đẻ con luôn rồi mà chồng con cũng không có thay đổi không có quay đầu là bờ tuy nhiên thì bây giờ gia đình hai bên bên chị phước cũng như là bên gia đình của anh thòn đều là nghèo xớt mùng tơ thì làm sao mà ra tay giúp đỡ hay tương trợ Thế là càng ngày quý vị Cái anh Thoàn này Vì cái sự nghèo mà ảnh càng chìm sâu hơn vào men rượu Thì giờ ban ban đầu là chỉ có nhậu thôi Rồi về nhà hành vợ hành con là chỉ có hành là ói mửa thôi đúng không Cho vợ dọn dẹp thôi Nhưng bây giờ là tăng đô lên Tăng đô lên Càng ngày càng lậm rượu Tới chừng bây giờ về là hoàn toàn là không bộ dạng là không còn kiểm soát được bản thân luôn Thường hay chửi vợ rồi thường hay là la mắng la mắng thì thôi bằng lời nói không nói đi đằng này còn vũ phu với vợ với con nữa một cách vô cớ luôn nhiều đêm liền thì chị phước chỉ cũng nằm ôm ôm con rồi chỉ khóc quý vị cái cảnh này chỉ có ai trong hoàn cảnh giống chị thì mới hiểu được thôi thế là chị phước chỉ mới thấy là cuộc hôn nhân này thật sự nó quá là đọa đày đi nên chỉ quyết định đưa ra một cái quyết định cực kỳ là sáng suốt đó là đường ai nấy đi đúng không với anh thòn này sau 2 năm chung sống với nhau bây giờ là chỉ 19 tuổi mà chia tay chồng quý vị sau đó thì cái người con gái chưa tròn 20 tuổi này đã ôm cái đứa con gái đầu lòng này của mình trở về nhà của cha mẹ ở nhà đó cha mẹ đẻ đó về đó để cha mẹ đỡ đần phụ chăm con hằng ngày á thì chị Phước phải gửi con ở nhà rồi nhờ mẹ mình nó tại vì ban ngày là mẹ chị Phước đâu có đi bán khô với bán uh, bán bắp xào đâu chỉ có bán buổi chiều từ 4 giờ chiều thôi thì chị Phước chỉ mới gửi con cho mẹ ở nhà trong coi dùm chỉ mới xin đi làm công nhân cạo mũ cao su thê nhờ nhờ mẹ mình nó ở nhà coi con rồi tới chiều đó, ông xuống ca là về con mình về mình coi con rồi để cho mẹ mình đi bán cứ luân phiên thay nhau hai mẹ con thay nhau vậy đó thì cái công việc ở cái công công trường cao su này thì bây giờ là chị Phước chỉ làm nó thuộc dạng như là bên cái khâu cạo mũ cao su mà chỉ làm theo kiểu thời vụ thôi quý vị chứ không phải là làm theo kiểu cố định thời giờ giấc thời gian nha đồng lương á mà làm nhân viên thời vụ thì lúc nào nó cũng thấp hết trơn á chứ làm sao mà nó cao như là nhân viên làm full full time được đồng lương thì nó thấp cho nên á, là chị chị phước này chỉ ăn xài chi tiêu mọi thứ chỉ đều phải cân đo đong đếm rất là kỹ Bây giờ dù gì thì chị Phước cũng mới có 19 tuổi thôi quý vị Cái vẻ đẹp mặn mà của gái một con trong mòn con mắt Cộng với mới có 19 chưa đầy 20 nữa quý vị không Trời ơi còn quá trời trẻ còn bao nhiêu là cái triển vọng phía trước Chị Phước thì chị cũng xinh cũng có cái nét đẹp quý vị Quan trọng là có cái tuổi trẻ mà nhiều người mơ ước Nên là trong quá trình làm ở trong cái công trường cao su á Thời điểm lúc đi cạo mũ á làm thời vụ thôi vậy chứ mà cũng có nhiều anh á thời điểm đó là mê mẩn cái vẻ đẹp của chị Phước luôn mặc dù là có nhiều người mê mẩn chị Phước ở trong cái công trường cao su thế nhưng mà lúc này quý vị chị Phước chỉ lại mê một cái anh này là trai tân Nếu mười nhấn mạnh là trai tân nha tại ông nội này là ổng là chưa từng là có một cái uh, tình cảm thì không biết là ổng có tình nào chưa tình tính tinh tình tan nào chưa nhưng mà vợ là ổng chưa có thì coi, coi như nông nam cũng gọi là trai tân đi ha cái thế là chị phước này chỉ để, mắt tới cái anh trai tân này thì cái anh trai tân này ảnh tên là thông trời ơi nếu mồi nghe tên thông là nếu mồi sách dép bỏ chạy quý vị nha. thí dụ anh này ảnh tên xanh là nếu mồi chịu tại vì thạch xanh thấy không anh này ảnh tên thạch và ánh tên xanh là nếu mồi chọn chọn á anh này ảnh tên thông đúng không thì thôi 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 nếu mồi sách dép bỏ chạy quý vị thì bây giờ quý vị tại sao mà có cái cơ duyên nào quen được cái anh thông này cái anh thông này lúc đó chị phước á sau khi mà thôi cái người chồng đầu tiên là cái anh thòn trời ơi đã thòn rồi còn thông nữa không thì bây giờ chia tay cái người chồng đầu tiên là anh thòn rồi bây giờ là chị mới chuyển qua chỉ làm cạo mũ cao su thuê nhưng mà ở đây là một cái công trường khác nữa nha công trường khác nữa chứ không phải công trường hồi trước công trường hồi trước làm ở công đụng mặt chồng cũ sao thì công trường khác nữa thì vô đây làm là làm khâu mà nhân viên bạc tham không nhân viên mà thời vụ bán thời gian thôi là thuộc dạng làm cạo làm cạo mũ cao su thuê ở đây thì cái chị Phước này chỉ mới gặp gỡ và quen được cái anh này đó là mỗi ngày chạy vô chạy ra thì chị Phước chỉ mới uh, gặp và giống như là cũng cười sở lỡi rồi nói chuyện vu vơ với lại cái anh này ảnh là thuộc dạng như là canh ở trong cái rừng này hay không canh ở trong cái lâm trường này đây là cái uh, công trường cao su nè thì cái anh này giống như là nôm nay giống như là bảo vệ đi thì mỗi lần vô ra hay không làm việc ở đây là phải qua cái chốt của anh này thì chỉ mới gặp anh này chỉ hay cười hay chào hỏi hay nói chuyện hay không cái anh này thì đâu đó là gần 30 tuổi rồi quý vị Một cái tuổi mà trong mắt của một đứa con gái chưa đầy 20 như chị Phước lúc đó Thì cái người đàn ông này, cái anh Thông này thật sự là một người đàn ông rất chững chạc trong mắt của chị Gần 30 thì có nghĩa là anh này chắc là 28, 29 tuổi gì đó Tuy nhiên thì đối với người con gái mới có 19 tuổi Người này hơn mình 10 tuổi Thì dĩ, dĩ nhiên là trong mắt mình Mình thấy người này già đời dày dặn đúng không quý vị nhưng mà so với những người mà cao tuổi hơn thì đối với người ta, cái người thanh niên mới có đầy chưa tới 30 thì thật sự là tuổi vẫn còn rất là non quý vị. Vẫn còn non, chưa có nhiều, chưa có cái sự chín chắn đâu. Thế là bây giờ đối với đứa con gái mà còn nhỏ tuổi như là chị Phước thì chỉ có đầy cái sự triển vọng, đầy cái sự mà gọi là yên tâm khi mà nói chuyện với lại cái anh Thông này. Bởi vì chỉ nghĩ rằng anh Thông này là một người đàn ông chững chạc mà nghe đâu á là trong gia đình của anh thông này con cũng đông anh thông này là con út của gia đình luôn mà cha của anh thông á thì là qua đời hồi lúc mà anh thông còn nhỏ anh thông sống á, là chủ yếu là bên mẹ sau này thì giống như ảnh là con út nhưng mà giống như sau này là cũng phải phụ anh em mình bươn chải rồi kiếm tiền để mà sang sẻ lo cho mẹ lúc mẹ tuổi già đó nên là anh thông này ảnh mới uh, siêng năng đi làm bươn chải đi làm ở ngoài xã hội thì bây giờ tới bây giờ là gần 30 tuổi luôn mà chưa lập gia đình Cái lúc mà nói chuyện bắt chuyện rồi biết nhau ở trong cái công trường Lúc này thì trong lòng của chị Phước mới thấy là anh Thông này là một người đàn ông rất là chững chạc và chín chắn Chưa kể là anh này cũng có vẻ là hiếu thảo với lại mẹ mình nữa không Hiếu thảo với mẹ mình nữa lo bương chải kiếm tiền để mà lo cho mẹ trăm tuổi già Đến nỗi mà tới bây giờ gần 30 chưa lập gia đình thì anh này là chứng tỏ là một người con trai có hiếu Thêm cái nữa là cái anh Thông này Nhìn cái vẻ ngoài Kiểu dạng như là vừa điềm đạm mà đẹp trai Khi mà đã vậy á Ảnh lại còn để thêm một chút xíu rau Cái gì gọi là rau quay nón không Ảnh lại có thêm chút sâu xíu rau quay nón nữa Nhìn vô cái vẻ nhìn ảnh rất là chững chạc luôn Đầy cái sự mà men không Nam tính Chị Phước này chỉ vừa gặp anh này á Mỗi ngày mỗi ngày Gặp như vậy thôi mà đã bị cái xét ái tình nữa quý vị còn riêng cái anh Thông này thì khi mà ảnh gặp chị Phước, ảnh cũng đã bị trúng cái tiếng sát ái tình của chị Phước luôn. Bởi vì chị Phước đó là một người con gái làn da thì trắng hồng, ăn nói thì nhỏ nhẹ, cười thì lại xinh giống y chang như là một đó lan rừng của vị đang nở nữa. Trời ơi, nhìn chỉ theo kiểu như người ta nói hoa dại là nó đẹp lắm quý vị Nhìn nó hoa dại nó nó có một cái nét đẹp riêng của hoa dại. Cái anh Thông này ảnh nhìn chị Phước xong cái ảnh cũng đê mê con gà tê luôn thế là sau vài ba lần đi ra đi vô đi ra đi vô nói chuyện tâm sự thì dĩ nhiên là chị Phước biết về hoàn cảnh của cái anh Thông đồng nghĩa anh Thông cũng biết hoàn cảnh của chị Phước sơ sơ đại khái là anh cũng biết chị Phước là người con gái từng có chồng rồi tuổi nhỏ mà tài cao không tuổi nhỏ mà đã có chồng là già làm mẹ đơn thân luôn không anh cái anh Thông này anh biết cái gì và hiện tại thì đứa con gái của chị Phước vẫn còn nhỏ lắm nhưng mà tưởng đâu á là cái anh này á ảnh là trai tân thì ảnh không chấp nhận một người mẹ đơn thân như vậy thế nhưng mà bây giờ ảnh lại mê chị phước với cái vẻ đẹp đó cho nên ảnh vẫn quyết chí là phải chinh phục chị phước cho bằng được phải không ông nội trai tân này ông mới đu đeo là quyết chí là phải yêu phải chinh phục bằng được con tim của chị phước Ban đầu á, thì chị Phước chỉ đâu có dám mở lòng đón nhận tình yêu của cái anh Thông này liền quý vị giọng thứ mới dập dìu sóng gió với tình đầu là ông ông nội ông thòn xong không bây giờ gặp thêm cái ông thông nữa ông ai ông thờ thờ thấy mệt mệt rồi quý vị thấy hơi khờ khờ luôn không thì bây giờ là coi như trong lòng của chị phước lúc này á mới vừa trải qua đắng cay sóng gió của cái mối duyên đầu lận đận lao đao cùng với bây giờ là cái gánh nặng nào là lớp mưu sinh để lo cho cái đứa con gái còn thơ dại rồi lớp phải phụ cha phụ mẹ kinh tế gia đình lo cho mấy đứa em nó quá là nhiều thứ để mà mình phải lo toan quý vị cho nên mặc dù là thời điểm lúc này anh thông á cũng chèo kéo cũng quyết chí là phải chinh phục nhưng mà chị phước vẫn chưa dám mở lòng tới bất cứ ai và ngay cả với anh thông luôn nhưng mà rồi người ta nói là nước chảy thì đá mò mà mưa dầm thì thấm lâu sau 2 năm làm việc ở trong cái công trường cao su cạo mũ này thì cuối cùng quý vị hai năm trời hai người này tình cảm cũng có thể nói rằng là ít nhiều gì lúc này nó cũng đã có quá, quá trình có thời gian bên nhau nhiều nhiều lâu lâu rồi nó không phải giống như cái tình đầu của chị phước tình đầu chị phước mới có thời gian ngắn ngủi là lấy rồi còn cái tình này là tình tính tinh tình tan này là nó lâu hơn được 2 năm quý vị thế là trong lòng của chị phước lúc này cũng thấy là bây giờ thì giống như ở cái hai năm này nè, cái quá trình 2 năm này thì mình thấy là anh thông anh thông này anh vẫn còn rất là một cái tình yêu ổn định gọi là sao ảnh vẫn liên tục là chăm sóc quan tâm mình những cái cử chỉ nhỏ nhẹ nhỏ nhất luôn nhỏ nhặt luôn quý vị chưa kể nữa là ảnh vẫn chờ đợi một cái đáp án từ phía mình thấy không là mình có đón nhận tình yêu của ảnh không đại khái một người đàn ông mà cô một người đàn bà mà trì trí như vậy trong vòng 2 năm nó cũng không phải là một cái điều gọi là đơn giản một cái điều mà dễ làm đâu quý vị chính vì điều đó mà chị phước chỉ thấy được là cái sự kiên trì kiên nhẫn trong tình yêu và cái hảo quyết tâm của anh thông cái người con gái như chị phước lúc này một lần nữa lại rung động con tim ban đầu thì không dám đón nhận nhưng bây giờ thì chỉ thấy là anh thông có công việc làm ổn định mà bây giờ đỉnh đạt tình cảm lại chân thành cho nên cuối cùng chị phước đã mở cánh cửa trái tim không gọi là open đờ đo để mà đón nhận cái tình yêu này từ ngày mà hai người á chính thức là yêu nhau thì cái anh thông này ảnh mới nói với chị phước là bây giờ ảnh muốn là chuyển sang cái chốt bảo vệ mà giống như là di chuyển cái chốt bảo vệ của ảnh hồi nào giờ ảnh ở cái chốt này chốt giống như là chốt này thì nó cách cái khoảng xa ở nơi cái cánh rừng mà chị chị phước làm cho nên ảnh mới nói là bây giờ Hai mình yêu nhau rồi thì anh xin là cho anh được chuyển qua cái cánh rừng mà gần ở cái nơi mà em đang cạo mũ thì anh sẽ làm ở đó thì mỗi ngày anh có thể ở gần bên em thấy không hai người yêu nhau mới yêu mà quý vị nó phải quấn quấn quích với nhau lắm lúc đó thì chị phước chỉ mới thấy là cái anh thông này ảnh thật sự rất rất là gọi là chân thành với mình luôn tử tế và cho mình một cái cảm giác cực kỳ là an tâm an toàn thế là lúc này qua cái sự yêu nhau mãnh liệt này thì cái chị phước này đã hoàn toàn đặt trọn trái tim vào anh thông anh thông mới rủ rỉ rù rì anh mới nói với chị phước là bây giờ anh cũng muốn gặp con của em mà bây giờ nếu mà gặp con em á lúc này mà anh qua bên nhà trọ của em thì lại đụng mặt cha mẹ em rồi mấy đứa em của em nói chung là nó quá là xô bồ thì anh thấy như vậy nó cũng không tiện mà anh cũng sợ là cha mẹ em á ngày trước đã có thành kiến với cái người rể đầu tiên rồi thì anh sợ bây giờ anh qua cha mẹ của em á sẽ không có vui vẻ để mà hân hoan chào đón anh thôi thì bây giờ trước tiên á À, anh cũng nghĩ là anh cần xây dựng tình cảm với cái đứa con của em trước. Ít nhiều gì thì con em bây giờ nó cũng đã 5 tuổi rồi. À, anh cũng muốn được á là nói chuyện này kia gần gũi với con em để mà tạo cái thiện cảm, tạo cái tình cảm trước đầu tiên. Không ấy anh tính vậy nè, bây giờ anh có công việc ổn định, không? Em cũng vậy. Thì hai đứa mình á ra ngoài thuê cái phòng trọ hai đứa ở riêng. Tạm thời thì hai đứa mình á chắc chắn anh sẽ cưới em, nhưng mà hiện tại thì hai đứa mình giống như là trong quá trình là giống như là sống thử trước cưới đi giống như lỡ bên nước ngoài vậy đó ảnh mới nói với chị ảnh mới nói với chị phước nha giống như là tụ mỹ vậy đó là nó sống nhau trước phải không người ta sống nhau trước một thời gian rồi người ta thấy hòa hợp với nhau hết tất tận tật khi mà đầy đủ cái sự yên tâm mà nào đó rồi thì người ta sẽ mới tính tới cái chuyện là cưới nhau em thấy như sao thì chị phước này dĩ nhiên một người phụ nữ đã lỡ dở một đời chồng khi mà anh này ảnh đưa ra cái lời đề nghị vậy chị phước chỉ đồng ý ngay quý vị bởi vì chỉ cũng không muốn là vội vã mà cưới ngay Rồi lỡ đâu mai mốt cái giấy tờ pháp lý Mình mang tiếng mình tới hai đời chồng lận lấy đời chồng thứ ba thiên hạ nó cười quý vị không Nên chị cũng sợ Thì ngay khi mà nghe cái anh Thông này đưa ra cái lời đề nghị là bây giờ mình sống kiểu Tây đi em không Sống kiểu Tây đi, sống kiểu Mỹ đi Mình ra ngoài mình thuê nhà trọ mình sống thử trước coi sao Nhưng mà anh á là anh có đầy đủ cái niềm tin rằng là đây không phải là sống thử mà đây đối với anh nó giống như khoảng thời gian mình đang sống thiệt với nhau anh được ở gần em được chăm sóc em và con trời ơi lời đàn ông nói mà lúc này là như mật ngọt mà nó gọi là con rùi nó còn đứt chỉ huống chi con người gì, đúng không quý vị cái thế là chị phước chỉ mới nghe vậy chỉ thấy hợp lý quá chỉ mới đón con chỉ tuy nhiên thì chị không dám nói với cha mẹ rằng là chỉ ra ngoài ở với một người bạn trai là anh thông chị vẫn còn đang giấu gì nha chỉ chỉ chị Phước chỉ chiến có nói với cha mẹ rằng là chỉ với con gái chị á ra ngoài ở riêng ở chung với một người bạn gái mà làm chung ở trong cái rẫy cao su quý vị không. Chứ mà không có nói là ở chung với một người thanh niên. Cha mẹ chị thì thật ra cũng có cái sự hoài nghi chứ quý vị, con gái mình nó úp úp mở mở mà nó kiểu mà mờ, mờ mờ ấm ấm vậy thì ông bà này cũng có cái sự nghi ngờ là con gái mình chắc là nó có tình cảm mới tuy nhiên thì bây giờ là coi như cha mẹ chị cũng đã lo toan đủ thứ cái bây giờ chỉ có biết cách á là nhắm một mắt mở một mắt vì dù gì bây giờ chị phước chị cũng đâu còn trinh đâu cho nên bây giờ con mình nếu mà nó có phát sinh tình cảm với ai á thì đối với ông bà bây giờ thật sự nó cũng gọi là quá cái vòng tay để ông bà có thể mà cân nhắc rồi con mình bây giờ nếu mà nó thấy nó vui nó thấy người đó nó yêu nó tin tưởng thì nó muốn ở nó ở luôn chứ ông bà bây giờ bây giờ hai mươi mấy tuổi họ làm gì mà quản lý gì được nữa quý vị Thấy không cho nên là lúc này thì ba má của chị kiểu như là đoán đoán thì cũng đoán ra nhưng mà vẫn để chỉ ra ngoài ở với con từ ngày mà chỉ đưa con ra ngoài một cái phòng trọ riêng chỉ với lại anh thông với lại con gái chị ở như là vợ chồng với nhau như là một gia đình đầm ấm hạnh phúc tuy nhiên thời gian nó trôi qua quý vị khi mà đang chung sống với anh Thông vậy được một thời gian được khoảng tầm 6 7 tháng gì đó. Thì cái ngày đẹp trời hôm đó khi mà chị Phước á, đưa con gái về bên đưa đứa con gái của mình về bên phòng trọ của cha mẹ để thăm mấy đứa em á thì cái cô này là cổ tên Kim, cổ là em gái của chị Phước nha quý vị. Cái cô Kim này á cổ mới nói chị Phước rằng là bây giờ em cũng muốn xin công việc làm giống chị hồi trước thì cô này cũng cũng giống y như cái bước đường của chị Phước là chị hai mình luôn mới có 10 16 17 tuổi là xin đi làm rồi không học hành nhiều gì cái cô Kim này cũng mới nói với chị gái là giờ em muốn đi làm giống chị chị cho em đi làm cạo mũ cao su chung cho nó vui thế là bây giờ em gái mình nó nói vậy thôi bây giờ nếu mà em gái mình đi làm mình bây giờ có gia đình riêng mình phải ổn định kinh tế cho gia đình riêng nếu mà em gái mình nó đi làm thì nó sẽ có được thêm kinh tế về phụ cho cha mẹ lo mấy đứa em vậy cũng được quý vị cái chị Phước chỉ đồng ý luôn, chỉ mới uh, đồng ý là thôi nếu vậy thì uh, em uh, đi làm ở chỗ chị thì sau khi mà chị Phước giới thiệu cho chị uh, cho chị Kim này vô làm chung ở trong cái chỗ mà công trường cao su vô cạo mẫu thì tại đây quý vị làm giờ, giờ khi mà ở bên đó người ta nhận chị Kim này vô làm á thì chị Kim mới mới xin chị Phước đó là chị hai cho em ra ngoài ở chung chị hai được không? Uh, bây giờ bên phòng trọ mấy đứa em á nó cũng lớn cho nên nhiều khi á nó không có đủ không gian để ở nó cũng hơi chật chội chị phước có thể cho em qua ở bên phòng trọ của chị thứ nhất nó vừa gần ngay chỗ cái công trường cao su đi làm thứ hai á là như vậy thì bên phòng trọ của cha mẹ nó cũng gọi là dư được không gian cho mấy đứa em với cha mẹ thoải mái hơn thì bây giờ chị phước chỉ nghe chị thấy cũng hợp lý quý vị bây giờ mình đã không có trách nhiệm nuôi được cho gia đình rồi thì bây giờ con nhỏ con em mình nó thay thế cái chức năng của mình nó lo cho gia đình rồi thì bây giờ không lẽ nào mình cưu mang nó mình cho nó ở chung phòng trọ của mình không lẽ nào mà không được hay sao đúng không nên chị phước đồng ý luôn cho chị kim chuyển qua phòng trọ ở chung với lại chị phước và anh thông thời điểm này thì tình cảm của chị phước và anh thông vẫn còn rất là mặn nồng say đắm và chính vì là say đắm quá cho nên anh thông anh thường xuyên là bắt đầu cuốn vào trong cái cuộc sống mà gọi là nửa nạt nửa mở nửa chồng mà nửa vợ này quý vị không ảnh mới bị cuốn vào thường xuyên hay lơ tơ mơ trong công việc cho nên cuối cùng thì ở bên phía lâm trường người ta mới quyết định là đuổi việc anh thông đi làm bảo vệ mà lơ tơ mơ lơ tơ mơ quý vị không người ta mới đuổi việc ảnh cái thế là bây giờ anh thông anh thất nghiệp mà bây giờ thất nghiệp thì bây giờ mặt mũi nào để cho bạn gái cũng như là vợ mình nuôi thế là qua năm sau ăn cái tết năm đó xong qua năm sau cái anh thông ảnh mới uh, bài đặt bài đạ là đi theo người ta bài á đi đi qua bên cam là đi qua bên đó là đi cài sắn thuê qua bên campuchia ông cài sắn thuê ở bển thì khi mà đi qua anh bển cài sắn thuê công việc dĩ nhiên dễ gì mà nó nhẹ nhàng quý vị nó phải nặng nhọc vô cùng mà thu nhập thì nó lại không có cao cho nên là qua bên đó làm một thời gian thì thấy cực quá mà lương thì ba cọc ba đồng mà lại còn phải xa vợ Đúng không xa vợ xa con riêng nữa trong lòng thì cũng hơi lo lo không biết vợ ở nhà rồi không biết chị phước ở nhà có bị người ta dụ dỗ không cũng sợ chứ nên quyết định là thôi bỏ công việc ở bên cam trở về tây ninh làm công nhân cạo mũ giống như vợ mình luôn không thì cái ông thông đó mới chuyển về tây ninh trở lại rồi xin vô trong ngay chỗ cái công trường cao su đó không làm bảo vệ nữa mà chuyển vô cái khâu là làm cạo mũ cao su giống y chang như chị phước luôn Thế là bây giờ hai người làm chung ở trong công trường cao su Nói chung là bây giờ trong cái công trường cao su này là có ba người làm chung nhau Là chị Kim với lại chị Phước là hai chị em, thấy không? Với lại anh Thông là cái người mà giống như là người chồng trên danh nghĩa của chị Phước á ba người làm chung Tuy nhiên thì tình cảm này quý vị nó mặn nồng như vậy thì chưa được bao lâu Kéo dài như vậy là hơn một năm chung sống nhau từ khi mà chuyển ra ngoài ở trọ chung, thấy không? thế nhưng mà cái chị cái chị phước này nè chị cũng nghe những cái người mà làm chung chị em góp ý cũng như là em gái của chị là chị kim cũng góp ý cũng thủ thủy góp ý chị phước rằng á là chị phước coi coi làm sao chứ chứ không lẽ nào định á là chung sống nửa nạt nửa mở với anh thông vậy hoài hay sao à, sao mà thấy anh thông á nó trai tân mà cái kiểu giống như có vẻ như là nó chưa có cái ý định gắn bó lâu dài với chị phước hay sao á nhiều người góp ý nói là chị Phước coi chừng là bị anh Thông lừa Chỉ là đến vì tình thôi Chứ mà cưới thì không có cưới Kiểu dạng tình tính tinh tình tan thôi Xong rồi là đi thấy không Thì chị Phước này quý vị Chị cũng thấy trời ơi mình đã lỡ dở một lần Bị người ta dụ người ta gạt rồi người ta đối xử tệ bạc Bây giờ gặp ông này mà nếu mà ông chỉ trêu đùa tình ái Danh nghĩa thì nó cũng chỉ nửa nạt nửa mở Pháp lý thì hoàn toàn không dính líu là vợ chồng gì với nhau thì nếu một ngày nào đó hai đứa đường ai nấy đi Thì mình lỡ mất thanh xuân mà mình trắng tay không có gì Lúc đó chị cũng buồn lắm quý vị Và chị Phước chị cũng suy nghĩ Là trong suốt cái thời gian mà anh Thông với chị mà từ yêu nhau Cho đến là về sống chung nhau Cái kiểu mà trên danh nghĩa này nè là cộng lại hết, cộng gộp lại hết là đâu đó là cũng gần 4 năm Thế nhưng mà không bao giờ anh Thông đưa ra cái yêu cầu là Anh muốn đưa em đi thăm cha mẹ của anh hay như thế này thế kia Hoàn toàn không có gì Chính vì cái thái độ của anh Thông như vậy Nó làm cho chị Phước cảm giác mình không có được an toàn nữa Trong cái mối quan hệ này Mà cảm giác như mình đang bị người ta trò chơi tình ái Thế là cũng có nhiều người góp ý Chị Phước cũng lo Nhưng mà chia tay anh Thông thì chị Phước không chia tay bởi vì đối với chị mặc dù là anh Thông có vẻ giống như cho chị không yên tâm Nhưng mà hiện tại trước mắt thì anh Thông vẫn cư xử là rất yêu chị Cho nên chị bỏ thì chị cũng tiếc Người ta gọi câu là bỏ thì thương mà vương thì tội đó kiểu dạng vậy quý vị Thế là cuối cái tháng 6 của năm đó tức là nửa năm sau Thì chủ của cái giường mà cao su thuê á Là cái ông chủ của cái giường cao su thuê Ông có một cái người con trai cái người con trai này là du học từ bên Mỹ về quý vị Nhưng mà anh này ảnh thuộc dạng như là đi du học bên Mỹ nhiều năm Sau đó trở về để phụ cha mình là dạy lại kỹ năng làm việc Cho những cái người công nhân trong công trường cao su này Theo cái kiểu giống như là nó chuyên nghiệp hơn Nhiều kinh nghiệm để mà truyền đạt lại cho những cái người công nhân Ở trong công trường năm na là như vậy đó Cái thế là cái đứa con trai của cái ông chủ vườn cao su nè Anh này ảnh tên là Quân cái anh quân này ảnh là một cái người mà học ở bên việt nam học đại học bên việt nam sau đó học cao học ở bên mỹ rồi uh, giống như là cũng có quá trình làm việc ngắn hạn bên mỹ một thời gian rồi bây giờ là trở về bên việt nam sau bao nhiêu lời tác động từ bên phía cha của mình đúng không uh, cha của anh quân á, là cứ ép anh quân là phải về việt nam để phụ ông quản lý cái công trường cao su này chứ ban đầu là anh quân này ảnh định là ảnh làm việc ở bên mỹ gắn bó bên mỹ luôn chứ anh không có định về quý vị mà vì là cha mình cũng than hoài là lớn tuổi rồi này kia này kia, mà công việc thì ở đây đăng đăng đê đê muốn con trai trở về cho nên anh Quân ảnh về là đây là dưới cái sự tác động của gia đình. khi mà trở về thì anh Quân ảnh mới bắt đầu là rèn luyện dạy lại cái kỹ năng làm việc cho những cái người công nhân ở trong công trường về cái kỹ năng về cái kỹ thuật quý vị. thế là trong cái bữa đầu tiên để mà dạy dạy lại tay nghề kỹ năng của nhân viên. Thì cái anh quân này quý vị ảnh đã cọ sát thực tế ảnh quan sát và ảnh nhìn thấy từng nhân từ một số những người công nhân làm việc á lúc này thì anh quân ảnh mới để mắt tới chị phước quy cái anh quân này năm đó ảnh 36 tuổi ảnh đã để mắt tới chị phước quý vị thì khi mà ảnh thấy chị phước vừa xinh vừa dễ thương vừa hiền mà có vẻ giống như là cũng thân thiện á cái kiểu mà nó hiện lên cái gương mặt là người cũng hòa đồng thân thiện á nên là anh quân này anh mới thấy vậy quý vị anh mới lợi ảnh chỉ ảnh chỉ cho chị phước cái kỹ năng để mà làm cái cái kỹ thuật để mà làm làm sao cho nó hiệu quả hơn khi mà mình lấy cao su thì khi mà anh quân này ảnh hướng dẫn trực tiếp cho chị phước không thế là bây giờ quý vị chị phước này vừa thân thiện hầu như là thân thiện với mọi người và cũng thân thiện luôn cả với cái anh quân vì anh quân là con của chủ mà đúng không cho nên chị cũng phải triều mến vui vẻ ân cần với anh này Thế là sau khi mà cái buổi học rèn luyện nâng cao kỹ năng tay nghề xong Thì anh Quân này anh mới mời chị Phước á là đi chơi với ảnh Đi chơi đây là có nghĩa là đi chơi uống nước này kia này kia lành mạnh ở bên ngoài thôi Ở vòng vòng cái khu vực đó thôi chứ không phải đi đâu sao cái gì Thì anh Thông này ảnh mới nổi lên cái sự ghen tuông đi vì ảnh nghe là ảnh uh, thấy là chị Phước đi chơi với anh Anh Quân đi ra quán nước ở ngoài uh, ngoài đầu của cái giường cao su của ông Gao đó ngồi uống nước với anh Quân nói chuyện trò chuyện với anh Quân thịnh thông để mới nổi lên cái sự ghen tuông đại đại khái là ảnh thấy là anh Quân vừa lớn tuổi hơn ảnh mà vừa là con của chủ giường cao su có thể là xét về độ đẹp trai độ trẻ trung thì không bằng nhưng mà có thể nói rằng là người đàn ông lịch lãm và có tiền trong túi rủng rỉnh thì anh quân là vô cùng là gọi là vừa vừa được luôn á vừa xinh luôn á những cái người con gái nào mà nghèo nghèo mà dính vô được anh quân là coi như là vớ được hũ vàng nên anh thông này anh mới nảy sinh cái lòng ghen là như vậy ảnh sợ là ảnh mất chị chị phước đi sau cái buổi chiều ngày hôm đó xong thì qua hai ba ngày sau hôm đó là buổi tối tự nhiên anh anh quân này không biết làm sao mà anh biết cái chỗ phòng trọ của chị phước ở nhưng mà lúc này anh quân anh không có biết là chị phước đang ở chung với anh thông quá gì không tại vì ảnh và anh quân này ảnh chỉ có đinh ninh ảnh biết đó là chị phước á là ở chung với lại chị kim em gái của mình đúng không chứ đâu có biết là ở chung với lại cái người chồng hờ vợ tạm với lại anh 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 thông đâu anh quân này anh mới tới cái phòng trọ ảnh cứ đinh ninh là phòng trọ này là hai chị em chị phước ở anh mới tới phòng trọ cái anh quân việt kiều mỹ này mới tới đó để mà rủ rủ hai chị em của chị phước đi ăn kem thấy không vì em em nói gì rồi đi ăn cà lem không mới rủ hai chị em của chị phước đi ăn cà lem nhưng mà lúc đó vậy khi mà tới rủ á thì bên anh anh quân này anh chỉ đứng ở ngoài trước cửa của cái phòng trọ thôi đứng trước cửa cái phòng trọ thôi tại ở trong đó phòng trọ người ta con gái không anh này anh cũng tế nhị không người ta có ăn có học người ta cũng tế nhị đứng ở ngoài trước cửa mới ngỏ ý là muốn rủ hai chị em của chị phước đi ăn kem thì anh quân đâu có ngờ là bên trong nhà quý ông bên trong nhà ở trên gác á là cái ông nội ông thông ông đang ở trên gác anh ông anh quân ảnh đâu có nhìn lên đâu có thấy ảnh đứng ngoài cửa thôi mà thì ai nghe đâu ông nội ông thông này ông trên gác cũng nghe đi quý vị ông, ông ông nằm ở trên gác ông nghe ông nghe là anh quân tới anh quân rủ chị phước với lại chị kim á không là đi ăn kem trong lòng nảy sinh cái sự bắt đầu là suy diễn lung tung và ghen tuông thì lúc này chị Phước chỉ thấy ở nhà có anh Thông nữa làm sao chị dám đồng ý đi ăn với anh Quân cho nên chị Phước chỉ mới nói với anh chỉ mới nói với anh Quân là thôi hôm nay em giống như là hầm hòm muốn diêm họng muốn đau họng Chắc em không có đi ăn kem với anh được đâu thôi thì hẹn anh hôm khác có gì không nhưng mà anh à, cái kiểu mà nói câu là hẹn anh hôm khác đây là cái câu từ chối khéo có gì không cái thế là chị Phước chỉ mới nói với trả lời với lại cái anh Quân là chỉ từ chối chỉ khước từ chỉ mới xin hẹn là có gì dịp khác đi khi nào em khỏe đi rồi có duyên thì mình đi sao và ngay lúc này quý vị thì cái chị Kim em gái của chị Phước đang ở trong bên trong luôn cũng bên trong phòng trọ luôn đang cầm cái điện thoại của chị gái mình thì tự nhiên thấy ở trong cái điện thoại của chị Phước á, hiện lên cái dòng tin nhắn của anh Thông ở trên gác ảnh nhắn xuống ông nội này ông nằm trên gác nhưng mà ông nhắn tin tin xuống cái điện thoại của chị của chị Phước quý vị nha ông mới nhắn vô ông ghi gì nè mày kêu nó đi về liền cho tao nếu không á là mày biết cái hậu quả nó như thế nào rồi Mày mà kiên trì Đi ăn với nó là coi chừng tao Đừng có hối hận không Thì ở trong cái tin nhắn gửi cho chị Phước gửi vậy đó Nhưng mà đâu có ngờ là cái điện thoại chị Phước á Là chị Kim em gái chị Phước đang cầm đâu Thế là chị Kim chỉ mới đọc được cái dòng tin nhắn đâu gì thì sau khi cái lời mà khước từ của chị Phước xong, anh anh Quân này anh mới bỏ, anh lái dòng đầu xe, lái xe đi về. Ở đây quý vị sau khi mà anh Quân vừa đi về Thì anh Thông từ trên gác mới chạy xuống Lôi chị Phước lên trên gác để mà hai người nói chuyện với nhau Và khi mà lôi chị Phước lên trên gác hai người nói chuyện với nhau Thì ngay thời điểm đó hai người xảy ra một cái sự cãi giả rất là to tiếng Và trong cái lúc cãi vã to tiếng như vậy Thì cái anh Thông này anh mới tức quá anh mới bỏ đi về anh bỏ đi về là anh có nghĩa là bỏ đi ra ngoài lấy chiếc xe gắn máy của ảnh á rồi anh chạy đi đâu không biết nữa lúc đó thì chị phước này chị cũng kệ luôn anh thông muốn đi đâu thì kệ ảnh bây giờ chị cũng đang nổi nóng với anh thông nữa cho nên chị mới tắt đèn chị mới ôm con đi ngủ thì buổi tối là chị kim em gái của chị phước là sẽ ngủ ở dưới đất ở đây là cái phòng trọ nó có một cái gác xếp nhỏ ở trên quý vị cho nên là cái phần gác cái gác xếp nhỏ ở trên đó, đó thường buổi tối là cái đứa con gái với lại là chị phước với lại anh thông là ba người ngủ nhau ở trên cái gác đó hoặc là thỉnh thoảng lâu lâu thì chị phước á chị cũng gửi cái con nhỏ con gái của chị cho chị kim hai hai dì cháu ngủ ở dưới đất là những cái lúc nào mà chị mà có ý định là đêm đó mà giống như là hỉ nộ ái ố với lại anh thông á thì chị sẽ gửi con chỉ cho chị kim nó đại khái vậy thì cái đêm hôm đó chị phước khi mà thấy anh thông á nổi nóng cãi nhau xong thì anh thông bỏ đi đâu á không biết nữa chị mới tắt đèn chỉ mới ôm con gái lên trên cái gác đi ngủ đi quý vị thì tối cái đêm hôm đó anh Thông này á Ảnh không có lái xe đi đâu cả Mà ảnh lái xe rủ thêm mấy thằng bạn nhậu nữa Đi uống rượu Đi uống rượu đế tâm sự Thì tới khuya luôn ảnh mới mò về phòng trọ Là lúc đó độ đâu đó khoảng tầm gần 2 giờ sáng Ảnh mới trở về phòng trọ Khi mà ảnh trở về thì lúc đó Ảnh thấy là nhà im phân phát Ai cũng ngủ rồi cho nên Nói nào ngay là ổng về ổng ngủ luôn Thì qua tới sáng ngày hôm sau đúng không Lúc này lên trên công trường cao su để cạo mũ Chị Phước với lại chị Kim Với lại là cũng một số những cái người công nhân nữa Mới đi ra ngoài vườn cao su cạo mũ ở ngoài Khi mà ra ngoài đó quý vị Thì tự nhiên anh Quân này ở đâu anh xuất hiện Thấy không anh Quân mà con của ông chủ này Anh Quân gì cùng Mỹ này anh ở đâu xuất hiện Anh mà anh mới đi vô anh mới hỏi chị Phước á Là hôm nay em có rảnh không Quý vị không Hôm nay em có rảnh không À, hôm nay em có uh, thời gian Buổi buổi chiều buổi tối gì đó rảnh rảnh Làm xong việc rồi anh với em Hai đứa mình đi uh, ăn kem Hay là đi ăn gì đó tùy em Tại vì anh cũng ở bên Mỹ Anh mới về chưa được bao lâu Thì anh cũng không có rành Ở ngoài đây là nó có quán gì ngon Có cái gì vui thì anh cũng không có biết nữa Vì là anh cũng đi Mỹ nhiều năm Cho nên bây giờ về có gì Thì tối nay em dẫn anh đi được không Thì thật ra đây nó cũng là cái lời của những cái người con trai mà tán tỉnh người con gái thôi quý. Vị. Có dụ dụ gạ gạ là em dẫn anh giống như là làm hướng dẫn viên em dẫn anh đi chơi, đi thăm thú những cái điểm nào mà nó vui vui mà nó ngon ngon được không? Kiểu dạng vậy quý vị. Chủ yếu là để hẹn hò nhưng mà người ta nói khéo vậy không? Thì cái anh Quân ảnh mới nói chị Phước như vậy đi. Nhưng mà lúc này ảnh đâu có ngờ được rằng là cái anh thông bồ của chị Phước đang đứng ở một g, đang ở gần ở cái khu vực đó luôn gần cái khu vực mà chị phước đang đang cạo mũ cao su luôn ông nội ông thông ông đang đứng ở một cái cây gần đó quý vị ở một cái cây gần đó thế là ông mới nghe được ông mới nghe được sau đó thì chị phước mới trả lời nói là em chưa biết nữa tại vì không có dám nói với anh trước thôi thì để có gì một lát chiều đi gần về đi có gì em báo lại với anh thì sau đó ông quân này ông mới thấy là trong giờ làm việc nữa Ông mới hỏi mấy câu thôi rồi ổng bỏ đi quý vị Sau khi mà anh quân này vừa bỏ đi vừa xoay lưng bỏ đi Được khoảng tầm nửa tiếng sau Thì cái anh Thông này đang trong giờ làm việc luôn Tự nhiên cái anh Thông này anh qua Anh mới lôi lôi kéo kéo chị Phước này đi vô trong một cái khoảng xa xa một chút ảnh vô đó nói chuyện riêng Tại đó nói chuyện với nhau quý vị Thì hai người lại tiếp tục gây gỗ nhau Chị Kim không? Chị Kim thì đứng gần chị Phước ban đầu là đứng gần chị gái của mình làm luôn cho nên là nhìn thấy cái cảnh là anh thông nắm tay chị gái mình kéo đi nói chuyện thì chị Kim chỉ cũng nghĩ bình thường là hai người này lại tiếp tục gây nhau thôi chứ đâu có nghĩ gì đâu tại vì bây giờ có gây nhau đi chăng nữa thì bây giờ cũng trong giờ làm việc đúng không hai người này có gây nhau thì cũng gây năm ba câu và cũng thôi cũng phải trở về công việc để mà làm cũng không có dám làm cái gì mà to tiếng gì là ở đây là công trường cao su chứ không phải là ở nhà chính vì điều đó mà chị Kim á dù là chị có thấy anh thông này uh, nắm tay kéo chị gái mình đi trong cái vẻ giống như là rất là nóng nóng giận đúng không nhưng mà chị Kim chỉ cũng bình thường cái gì chị cũng không có can ngăn chị cũng không có xìa vô nữa một phần là cũng đây là chuyện yêu đương của chị gái mình để chị gái mình xử lý không nhưng mà chính vì điều đó mà sau này chị Kim chỉ đã hối hận với gì sau một lúc khi mà nhìn thấy anh thông kéo tay chị phước vô một cái khoảng xa xa, tức là vô trong một cái cây cao su xa xa ở trong, đó. hai người đứng nói chuyện bên cạnh cái gốc cây cao su. Được một lúc sau thì tự nhiên chị kim á chỉ nghe chị phước, chị gái của chị la lên một cái câu rất lớn. Đó là bây giờ mày làm ơn mày buông tay tao ra đi. Bây giờ mày không phải là chồng tao, thì mày không có quyền gì mày ngăn cấm tao hết trơn á. Thì cái giờ chị phước này chỉ mới chửi cái anh thông không? sau khi mà nghe chị gái mình chửi như vậy thì chị Kim chị cũng nghĩ bình thường hai người này gây nhau mà thì phải nói to tiếng là chuyện bình thường chị cũng không qua can luôn quý vị và sau khi mà nghe chị gái nói như vậy xong thì được một lúc sau thì chỉ nghe tiếng của chị Phước này la làng lên lúc này là coi như là những chị em làm ở trong công làm ở trong cái công trường cao su lúc đó mới chạy tới không biết sự việc gì mà nghe la làng quá chạy tới quý vị thì coi như lúc này nhìn chị Phước là coi như là siro dâu không là coi như là đưa đi nhà thương là bà này đức chỉ và mỹ làm dây chai luôn còn anh thông thì dĩ nhiên là tích tắc sau đó là ảnh đã bị bên phía cơ quan người ta đưa ảnh đi luôn quý vị đưa ông nội này đi luôn chứ sao ngay và luôn không đưa đi ngay và luôn thì tới chừng đưa đi quý vị thì ổng mới nói rằng là à, do là ổng phát sinh cái lòng ghen tuông ổng nghĩ rằng là ổng đã hy sinh chấp nhận yêu một người phụ nữ đã có con đã lỡ dở đời chồng trong khi ổng là trai tân rồi tự nhiên ổng đã hy sinh chờ đợi một cái gật đầu của chị phước trong vòng 2 năm vậy mà cuối cùng á đổi lại đó là chị phước bây giờ có ý định tầm tem với một cái thằng việt kiều ở bên mỹ về già hơn ảnh mà giàu có hơn ảnh rồi bây giờ giống như có ý giống như là muốn tòm tem giống như là cặp bồ với thằng việt kiều đó cho nên ảnh nảy sinh cái lòng là uh, đố kỵ ghen không ghen tức rồi cũng như là cảm thấy bất công nữa cho nên ảnh mới ra tay với chị phước của gì thì câu chuyện đến đây nó đã khép lại rồi em nói thiệt là cũng may cho cái ông nội ông quân á chứ thiệt cái ông quân mà cái này mà câu câu chuyện này mà nếu mà nó xảy ra cái lúc mà anh quân mà đang đứng nói chuyện với chị phước đúng không hoặc là câu chuyện này mà nó xảy ra cái lúc mà chị Phước mà đi ăn kem với anh Quân này có phải là anh Quân này là coi như là anh về Mỹ là coi như anh Đức chỉ anh lại quay Mỹ, anh về Mỹ lụm dây chai tiếp quý vị ơi hồi trước qua Mỹ đi học bây giờ qua Mỹ lụm dây chai luôn xém rồi quý vị không còn cái bài học cho chị Phước là gì đó là mình đã thất bại một lần mà mình gặp một người này y chang cái người trước mà còn tệ hơn quý vị thấy không cái anh thòn chồng trước của chị gia đình nghèo phải không đông đông con rồi cũng kiểu như là lưu lạc rồi đi lên tây ninh làm việc rồi bây giờ tự nhiên cũng ăn học không có tới nơi tới chốn không rồi này kia mình đã gặp một người thanh niên như vậy rồi thì bây giờ cái người sau mình rút kinh nghiệm mình tìm khá khá hơn khả quan hơn đằng này không đâu kiếm ông này ông này cũng y vậy gia đình cũng đông anh em rồi cũng là xứ khác lên tây ninh lập nghiệp làm trên đây rồi cũng nghèo luôn gia đình ông ông thông này cũng nghèo y vậy luôn không thì quý vị thấy nó có khác nhau không? Nó giống y chang cái mô tiếp của hai người đàn ông này nó na ná y chang như là 8 với 10 vậy không? 8 với 10 vậy đó. Rồi xong rồi ông Thông này cũng cái kiểu như là nhân trí không cao, ông Thòn cũng vậy luôn. Ít nhất á là chị Phước này chỉ đã thất bại người đầu rồi. Thì người sau nếu mà chỉ có mở lòng chỉ đến chị ít nhất chị cũng phải gặp được cái anh thí dụ như anh Quân nè, con của cái ông chủ giường cao su nè, đúng không quý vị? Thí dụ vậy thì cuộc đời nó mới khả quan lên. Còn đằng này trời đất ơi Người trước người sau như là 1 9 1 10 Hai người cũng không gì khác nhau Mà mình đã thất bại trước ê chề chề rồi Bây giờ lần sau mình gặp người này nữa là ê hề hề luôn Bây giờ là đức chỉ luôn rồi đó quý vị không Bởi đây cũng là một cái bài học rút kinh nghiệm cho chị em chúng ta Nói chung và nói riêng luôn Đó là khi mình đã thất bại ở một cái mối tình nào đó Mình thất bại thảm hại rồi Thì mình hãy rút ra kinh nghiệm từ đó từ đó vì sao thì mình có tìm ai á, mình hãy loại trừ những cái gì đó mình đưa ra một cái blacklist những cái gì đó mà hồi trước mà tôi thấy người bồ trước của tôi có những cái điểm đó là tôi không có ưng tôi không có chịu tôi không có vừa ý không thì người sau là mình phải rút kinh nghiệm mình phải ghi mình phải kiểm tra là những cái gạch đầu dòng đó mình thấy à nếu mà cái người sau này là coi như là 9 trên 10 là thôi cho đi luôn thấy không nói chung là từ từ năm sáu trên 10 là cũng cho đi luôn cái câu chuyện ở đây nó là như vậy quý vị rồi bây giờ quý vị thấy cái người tội nghiệp là cha là mẹ là em mà út chứ sao Đúng không rồi con mình nữa con thơ con dạy nữa bởi vậy bây giờ câu chuyện đến đây thì nó đã khép lại nên mà cũng mong quý vị cô chú anh chị mình sau khi nghe xong có thể là chia sẻ cảm nghĩ bên dưới cùng với Nêu mười tv còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị mình trong một video kế tiếp